Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn một chương trình mới tại trường Nanyang Singapore. Các bạn sẽ được nhận ngay bao lì xì khi đăng ký du học tại trường Nanyang trong năm 2014. Để chào đón năm mới rộn ràng khắp nơi thì trong dịp này, Học viện Nanyang Institute đang có một chương trình hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học tháng 1 và tháng 2 tại trường Nanyang Singapore, tặng ngay một bao lì xì đỏ với 388 đô la Sing khi các bạn tham gia khóa tiếng Anh 4 tháng trở lên, tặng ngay một bao lì xì đỏ với 388 đô la Sing và được miễn giảm 50% phí đăng ký tương đương với 214 đô la Sing cho tất cả các bạn sinh viên ghi danh vào khóa cao đẳng hoặc là đại học. Chương trình khuyến mãi này chỉ được áp dụng cho kỳ nhập học vào tháng 1 và tháng 2 năm 2014. Học viện Nanyang tọa lạc ở trung tâm thành phố, mang lại những lợi thế về vị trí, về môi trường học tập cho sinh viên, giúp cho sinh viên đến trường dễ dàng sau giờ làm thêm, tiết kiệm được thời gian và tiện lợi trong việc mua đồ ăn nhanh trước và sau giờ học. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện Quản lý Nanyang Singapore tại Việt Nam, với hơn 14 năm kinh nghiệm làm thủ tục, hồ sơ và hỗ trợ sinh viên học tập tại Singapore và là công ty du học hàng đầu Việt Nam. Thông tin về chương trình học và học bổng, điều kiện đầu vào khi du học tại Học viện Quản lý Nanyang thì các bạn có thể gọi đến số 0838382080 để được các chuyên viên tư vấn miễn phí. Và nhân đây thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn đôi nét về các ngành đào tạo tại trường Nanyang Singapore. Đầu tiên đó là khoa du lịch khách sạn. Trường Nanyang cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất ở Singapore và khu vực. Tham gia khóa học du lịch khách sạn tại trường thì sinh viên có cơ hội học được lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng thực tế thông qua quá trình thực tập tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao, các khu resort, vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore. Trong suốt quá trình thực tập thì sinh viên được nhận lương từ 800 cho đến 1.000 đô la Sing một tháng. Kỳ thực tập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học hỏi thực tế mà còn mang đến cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Có rất nhiều sinh viên của Nanyang đã được các nhà hàng, khách sạn lưu giữ lại làm việc sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập. Thứ hai đó là khoa quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh tại Học viện Quản lý Nanyang là lựa chọn số 1 cho những sinh viên muốn làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và khóa học này sẽ tạo được nền tảng cơ sở cho sinh viên có thể thích nghi với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, những khó khăn phải đối mặt trong môi trường kinh doanh thực tế. Với những kiến thức thu nhận được từ khóa học và với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh thì sinh viên sẽ có cơ hội được những công việc với mức lương cao tại Singapore và cả ở Việt Nam. Và tiếp theo đó là khóa kỹ sư xây dựng, học tập trung hướng cho sinh viên cách tiếp cận sáng tạo trong việc lập dự án, xây dựng và thiết kế và quản lý hiệu quả các khoản chi phí và tiến độ của dự án trong khi vẫn đạt được các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vững vàng cả về lý thuyết và kỹ năng thực tế thì có thể tự tin tìm việc trong ngành xây dựng hoặc là tự kinh doanh trong ngành này. Về chương trình thạc sĩ tại trường quản lý Nanyang, và Tân Đại Dương cũng muốn giới thiệu đến các bạn chương trình thạc sĩ tại Học viện Quản lý Nanyang Singapore. Trường quản lý Nanyang đào tạo chương trình thạc sĩ MBA với các chuyên ngành marketing, quản trị nhân sự, dịch vụ y tế. Chất lượng giảng dạy và đào tạo được cung cấp bởi Nanyang và các học viện danh tiếng trên toàn thế giới. Chương trình mang tính thực tế và được giảng dạy bởi các giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương trình MBA tại trường quản lý Nanyang hoàn toàn là giáo trình và bằng cấp của Đại học Ballarat của Úc, tập trung vào nguyên tắc cơ bản của các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội hứa hẹn được nghề nghiệp với những lý thuyết quản lý mới nhất và các khía cạnh trong công việc kinh doanh. Chương trình MBA cũng tập trung vào lý thuyết quản lý cùng với những sự tìm tòi mới nhất từ nền công nghiệp, trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng quan trọng cần thiết để trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp và nhà lãnh đạo kinh doanh trong tương lai. Chương trình MBA tại Học viện Quản lý Nanyang không ngừng đổi mới để đảm bảo nội dung và cách thức đạt chuẩn và chất lượng toàn cầu, với kỳ vọng sẽ là một trường kinh doanh quốc tế. Và mọi chi tiết về học phí, lịch khai giảng và thủ tục khi đăng ký nhập học tại Học viện Quản lý Nanyang Singapore thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương với hơn 14 năm kinh nghiệm và là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, qua địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.